Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại video tiếp theo của mình nhá. Và hôm nay thì đang đi cấy, đi trà. Hôm nay đi trà lúa nương. Đây bây giờ bà con ở đấy là đông đủ rồi, chuẩn bị đi trà đi. Cái này không biết gọi là cấy hay là trà nữa nhỉ? Gọi là cái gì đấy? Cái này cái theo dân tộc người ta hay nói là trồng lúa thôi. Trồng lúa. Cái là cấy gì đấy là trồng. Thì nó nói nhé. Cái là mình hay là mình đi gieo ấy, mình gieo từng hạt vào trong cái chỗ của nó. Cái này gọi là đi trà lúa. Để cái đám nương đây. Đám nương đi. Nhiều lắm rồi. Cả bên này nữa này. Thôi bây giờ đi vào trong này đi à. Đi trà thôi. Rộng lắm rồi mọi người ạ. Đây. Đây là cái cây gậy đấy à. Tí à trà đấy. Chọc một cái lỗ cho người khác gieo cái hạt thóc xuống. Bà giới thiệu với mọi người đây là một con chó săn. Gieo chó săn đá. Chó là đi theo nhau là củ rơi gì nó nhặt đấy hết. Dốc lắm rồi. Cái đám đường dân rộng lắm rồi. Rộng thật tí trên kia đấy. Hôm nay là đi hộ anh em rồi. Không lấy công nữa nhá. Nhà em thì lười lắm, không có làm đâu. Hôm nay đi hộ ông anh. Hộ nhà ông anh. Có ai mà chưa thấy cái lúa như thế này chưa? Ha? À? Ai tiết thứ hai ai rồi thì chú bỏ đặt thứ hai này thứ hai mà. Chú bỏ đặt lên là thứ hai mà. Đây. Anh nhìn kỹ không? Quay cái kỹ đó. Mọi người nhìn nhá. Đây là cách trai lúa của người Mông đây. Một người thì cứ chọc lỗ đi, một người thì cứ theo sau và quấy cái hạt thóc xuống. Đấy như thế này này. Cứ chọc như thế này đi ạ. Mọi người, cái một hồi thì xong một bên rồi, xong bên này rồi, bây giờ còn bên này thôi. Bây giờ hơn 9 giờ, thấy đói lắm rồi, rung rung rồi mọi người ạ. Mọi người thấy, có thể thấy trên cái tay mình cầm cái điện thoại bây giờ rung rung, đói, vừa đói vừa nóng và vừa khát nữa. Đây. Bên này thì cấy xong rồi. Tít. Bên kia vào dưới này. Cấy xong bây giờ còn bên này thôi mọi người ạ. Mà bây giờ thấy đói lắm rồi. Nói không muốn ra tiếng. Đói cực kỳ đói. Vừa đói vừa run. Đây, mọi người có thấy run không? Đói lắm rồi, cái tay nó run lắm rồi. Còn một tí bên này chắc cấy khoảng một tiếng nữa thì cũng hết. Hết thì mới về ăn trưa. Hết thì tầm khoảng là 11 giờ thế này. Bây giờ là 10 à. Hơn 10 giờ một tí. Đây. Mấy cái bà nó đi trước không nó. Đi xuống dưới kia trước.
Còn cái bên bây giờ còn mình gờ cái chỗ bây giờ thấy cái gốc có cái cỏ kia xuống dưới kia thôi, còn bên kia là của nhà Khang, bên kia họ chưa cấy, họ chưa trà. Đi cứ lấy gậy à, chọc chọc từng cái lỗ thế này rồi quấy cái gieo cái hạt thóc xuống này. Oh, bây giờ thấy đói quá, rùng thật, rùng hết nhỉ. Tại bây giờ cái xách cái cây gậy này cả bụi mọi tay lắm mọi người ạ, vừa mỏi mà vừa mệt nữa, vừa đói vừa khát. Chỗ này là chỗ hôm nọ hứng nước để phun cỏ. Đây là toàn cảnh cái quê mình, toàn là đồi núi như thế này mọi người. Bây giờ rồi mà đói thế này rồi. Hả? Đói trời ơi, phải kiểu bây giờ. Thôi rồi. Nó sẽ y dạng thôi hả? Cú chết tàu hết rồi. Bây giờ ai cũng kêu đói rồi mọi người ạ. Mọi người ạ. Đói thì nghỉ thôi. Nói ai kêu vào chủ nhà cứ làm nhỉ. Chủ nhà đây này. Chủ nhà đi. Đây chủ nhà nhá mọi người ạ. Nói nào mà nhờ chủ nhà chưa cho nghỉ nữa. Thấy mọi người thì kêu đói rồi nhưng mà chủ nhà không thấy à, nhà nhê câu nào á. Cho nên cứ phải cấy xong, tra xong đấy. Ôi xong rồi mọi người. Mệt lắm rồi. Đói lắm rồi, bây giờ nhìn cái mặt của ai cũng thấy buồn rồi. Xong rồi mọi người, cái xong rồi. Bây giờ thấy đói lắm, mỏi lắm rồi. Cầm cái điện thoại này thấy nó rung. Rung như gì à. Bây giờ thì đi về thôi. Mệt thật. Cái thời tiết này, cái nhiệt độ nó 35 độ ấy. Và cái giờ trưa trưa này mệt không mất thở ra hơi được mọi người ạ. Mai là buổi sáng này cũng hết rồi, buổi chiều không phải ra nữa rồi. Đấy, đây là toàn cảnh à, người mong là trà lúa nhé. Ôi, bây giờ mệt quá, không nói nữa, quay đi cho mọi người thấy thôi. Đấy hả? Dạ. Ừ. Hả? Tôi nó trong một số sau này. Mùa hôn là gặp quan trọng, mùa hôn một tám một xe. Thôi nha mọi người nha, bây giờ thì cha xong rồi, bây giờ mọi người chuẩn bị về nhà rồi. Không phải là chuẩn bị mà đang đi về rồi. Và em cũng xin là tạm dừng video nha.